Hello Tây Độc, hello Truman, hello Tony Vương, hello Đạt Võ. Chào thứ hai vui vẻ nha. Tân Vinh, không vậy Tony. Tony Vương. Nguyễn Bình hello. Anh về bóng dáng chào Trần Phú.
chào Vân Tân Lê. Hello Phạm Hổ. Hello Karazat. Thank you for joining here. I hope you have something to share with us today, okay? Karazat. Hello Trần Quang Bông. Hello Bạch Quốc Cảo. Ok, kính chào tất cả các sinh tí cùng sinh vật đệ mới vào diễn đàn. Hôm nay là thứ hai giờ Âu Châu. Chắc là giờ cũng vừa về đêm buổi chiều tối giờ Việt Nam. Cali thì giờ này còn đang ngáy khò khò. Đúng không quý vị? Thôi thì mình đâu có ước, mình đâu có khả năng mình gồm lại cả thế giới chung một giờ với chúng ta đâu. Thì phải có một người ở giờ đang ngủ và người đang thức, người đang làm livestream, nó phải có cái khác nhau như vậy. Vâng, đúng rồi đó Lê Hồng Trắng. Trần Lê Hằng, cảm ơn Kim Loan. Cho nên mình thấy khác nhau không? Ông trời mà ông còn có nhiều cái chỗ khác, không chỉ là con người. Cho nên chúng ta cũng đừng có thấy cái khác nhau đó lấy làm khó chịu, mà hãy thừa nhận, hãy đón nhận cái sự khác nhau đó để cho nó vui, đúng không? Chứ quý vị mà cứ thấy người ta khác người cái tự nhiên quý vị cảm thấy khó chịu, rồi quý vị tự đứng riêng ra một mình, hay là đẩy cái người mà khác nha, khác đó ra đứng bên ngoài. Như vậy thì cái ranh giới chiến tranh nó luôn luôn lúc nào cũng có trước mặt của chúng ta. Như vậy thì chúng ta không thể nào mà lên trên diễn đàn mà yêu cầu mà có một sự thanh tịnh khắp góc chân trời góc biển được đâu, đúng không? Nhưng mà nó cũng có một vài cái điều mà mình buông qua đó, sau khi mình làm livestream xong đó. Mình ghét nhất là cái áo của mình đó, nó chọc, nó lần lần nó chọc hết quý vị. Mình càng lớn tuổi thì con người mình phải teo lại nó mới đúng. Này càng lớn tuổi gì đâu mà quý vị coi nè, tay áo mình chọc cứng nhắc như thế này, áo vest mà chọc cứng như thế này chỉ dỡ lên nó kêu cái tẹt liền nha quý vị. Nó chọc như vậy đó. Mình không hiểu sao mình đi Cali về mình ăn có mấy tô phở thôi chứ đâu có nhiều đâu. Mà nó chặt cứng hết, cái nào cũng chặt cứng hết trơn à. Bây giờ có chặt cứng à. Khổ ghê à chứ. Đang nói chuyện thì tự nhiên mình nhìn thấy cái áo mình nó mặc nó không có đúng lề lối, cái tự nhiên mình cảm thấy khó chịu. Quý vị nhìn thấy con người của mình thấy đầy mang đầy đủ thứ khó chịu đó, mà kể cả quần áo mình mà nó mặc mà không đúng kiểu cách nên mình cũng khó chịu, không chi là một người bạn của mình. Cho nên cái chuyện khó chịu hầu như nó chờ sẵn ở đâu trong người nó phát ra sao. Chào cô bé hàng xóm.
Cho nên bữa hôm qua khi mình làm livestream xong rồi mình có đi ngao du khắp thiên hạ để nghe thử như thế nào, thì chung chung chúng ta thừa nhận một điều, bữa nay mình nói chuyện về tình cảm của tất cả các bạn bè khắp bốn phương trên YouTube hay là trên livestream. Thật sự không ai nghĩ quấy cho mình cả, mà chính mình làm cho người ta nghĩ quấy về mình mà thôi. Hôm trước tôi có kể một cái câu chuyện là một cái ông giữ vườn dưa, và một ông giữ vườn vườn đào, vườn lựu. Hai người đó có bổn phận gì? Có bổn phận là giữ ruộng dưa. Thì người ta lúc nào ta cũng nhìn xuống đám ruộng dưa hết. Bất cứ ai đi ngang qua đám ruộng dưa của mình mà cúi xuống sửa đôi dép thôi, sửa đôi dép ở dưới đám ruộng dưa của mình thôi. Tại sao mình không lên bờ mình sửa đôi dép, hay là mình không tìm đủ một cách nào đó mình sửa đôi dép, mà đừng để cho người giữ ruộng dưa nghi ngờ rằng mình đang cúi tay xuống hái dưa, hái trộm dưa. Chính cái hành động thật của mình mà không đúng nơi, đúng chốn thì mình gây ra cái chú ý của một người khác để người khác nghĩ tiêu cực về mình, chính mình tạo ra, chứ chưa hẳn cái ông giữ ruộng dưa kia ông nghĩ quấy về mình, chính mình tạo ra. Còn đứng dưới cây lựu cũng vậy đó, mình không thể nào mà mình đứng dưới cây lựu trái nó thập thò thập thửng ở trên ngay cái đầu của mình, mà mình đưa cái tay mình lên mình chỉnh cái cây nón của mình như thế này, thì cái người giữ vườn lựu vườn đào người ta nói là anh chị kia đang cố tình hái trái lựu trái đào của tôi, mà thật ra mình chỉ là đưa tay lên mình chỉnh cái nón mình cho ngay thẳng mà thôi, nhưng mà người ta cũng vẫn phải nghi ngờ. Tại vì cái công tác của người ta là thế đó. Thì ở trên diễn đàn mấy hôm nay cũng vậy nữa. Người ta bảo vệ cái chính kiến của người ta như thế đó, mà mình lại lủi vô cái là mình chỉ nói một cái chính kiến riêng của mình nghĩ rằng cái suy nghĩ của mình là đúng, mình nói lên cái đúng của mình, nhưng mà không ngờ cái đúng của mình nói lên một phát là bị bên người nghe, người đọc, người ta nhìn thấy cái sai. Cho nên mình đừng bao giờ nghĩ rằng cái tiếng nói của mình, cái lời văn của mình viết ra sẽ làm hấp dẫn người kia, nhưng mà thật ra không có đâu, nó làm khó chịu cho người kia. Cho nên là chúng ta không thể nào mà sửa đổi lẫn nhau bằng cách là mình cố gắng viết tiếp tục nữa, nói tiếp tục nữa để may đâu là người bên kia người ta hiểu mình thêm chăng? Không. Anh không có thể nào đang đứng ở dưới đám ruộng dưa tôi mà anh cái là 3 tháng rằng là anh là chỉ có cúi xuống sửa cái đôi dép của anh. Không. Sự đời mà quý vị. Cho nên kể cả tôi lên diễn đàn này tôi thưa trình rất rõ. Nếu quý vị cảm thấy rằng là sợ quên tiếng Việt là bằng cách chửi người khác để mà mình nhớ tiếng Việt, hãy chửi tôi. Kêu ông đầu trọc này ra chửi suốt, không có ăn thua gì cả, và viết ở trên này chửi tôi để huấn luyện tiếng Việt quý vị không bị mai một một ngày đây, đúng không? Thì cứ tiếp tục như vậy. Tại vì sao? Tại vì tôi biết quý vị đang huấn luyện tiếng Việt không bị, không sợ bị mất sinh ngữ mẹ đẻ của mình đó. Thì cứ việc, tại vì tôi biết cái chuyện đó nó như vậy thì tôi thảnh thơi tôi đón nhận, đúng không? Cho nên là chúng ta hài hòa được cái điều đó. Còn chúng ta không có thể nào mà tìm đúng một cách phải nói nhiều, viết thêm nhiều cách nghĩ cho đối phương nghe và thông cảm như mình, không. Ngay lúc này thì không có thể nào mà ai thông cảm ai hết. Ai cũng muốn mình nhiều lời là tốt, nhiều ý nghĩa riêng tư của mình, nghĩ rằng ý nghĩa của mình, tiếng nói của mình là khung vàng thước ngọc mà người kia bắt buộc phải nghe thôi. Cho nên cái cuộc chuyện nó sẽ kéo dài và đi mãi mãi, không thể nào chấm dứt được. Thưa quý vị một câu, không bao giờ chấm dứt được. Nếu chúng ta không cho nhau cơ hội thì đừng có đòi một người khác nào cho chúng ta cơ hội cả.
Nhưng mà nãy giờ tôi nói đi thôi nhé. Bây giờ tôi nói lại, nó cũng phải có cái phần để nói lại một chút xíu. Tôi cũng nhờ tình huống những ngày qua trên diễn đàn mà tôi nhận diện ra một vài chuyện phải nói là cũng quá trời lập biển luôn. Một cái câu chuyện đó tôi không có nói, mà tôi sẽ kể một câu chuyện gián điệp ở trong thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa cho quý vị nghe. Khi mà một vị viên cảnh sát kia bắt được một tên gián điệp Việt Cộng mà khai, tìm đúng một cách buộc nó khai, nó không chịu khai, nó nói không, nó không phải là Việt Cộng, nó không phải là gián điệp Việt Cộng, nó là người dân bình thường thôi. Tìm đúng một cách, không có cách nào dụ dỗ nó cũng không được, mà đánh tra tấn nó cũng không được, cách nào nó cũng không chịu là nó là gián điệp cả. Nó nói không, tôi là người Việt bình thường. Thì có một hôm ông cảnh sát nào muốn nói vậy anh không chịu khai, tôi đưa anh lên tối cao, từng ông sếp của tôi cao hơn nữa, ông có đầy đủ biện pháp nhục hình anh phải khai mà thôi. Đúng 12 giờ đêm, ông cho lính hai chiếc xe bộ binh đồ đi, ông hùng hổ lắm, phải không? Rồi cái là bỏ ông gián điệp Việt Cộng ở lên chiếc xe rồi ngồi đồ nghiêm chỉnh lắm. Xong lái qua tới cái khu núi đó, xe bỗng nhiên xe nghĩa thắng ký ký chiếc nào cũng lấy thắng gục ngã người luôn, là bởi vì đằng trước đầu xe kia là có một cái cây cổ thụ, bỗng nhiên nó ngã xuống mà nghe lên đèn róc róc, toàn là Việt Cộng không, lên đèn róc róc, ê tất cả đứng lại bắn hết bây giờ. Nhào vô nó giật lính tráng trói ké, rồi nó chỉ cây súng vô tới đầu ông viên cảnh sát trưởng đi theo xe, chỉ tay còn xíu nữa nó bắn. Rồi nó tới cái nhào vô, nó chụp cái tay cái ông Việt Cộng gián điệp. Cái ông Việt Cộng gián điệp nó nói không, tôi là chiến sĩ, tôi là đồng chí của các anh đây nè, tôi là đồng chí nè. Tôi nó bị nó đang đưa tôi lên cấp trên của nó này nè, tôi là đồng chí chứ không phải tôi là nhân viên của cái đám cảnh sát này đâu. Vừa hô một tiếng như vậy là lòi cái đuôi của chồn ra, cảnh sát nó trói ké lại liền. Lúc đó là hết chạy. Người ta phải tạo ra những tình huống đó để nhận diện ra những bộ gián điệp của cộng sản nó nằm ở trong quốc dân Việt Nam thời đó, rất là hay. Cho nên là mình thời Việt Nam Cộng Hòa đó, khi mà bắt một gián điệp mà nó chưa nhận nó là gián điệp mà bỗng nhiên mà nó tự tử, hay là mình tra tấn nó mạnh tay mà nó chết một phát, là cái ông chỉ huy trưởng nó đồng lõa là mang cái án tử hình luôn đó quý vị. Đúng là sập bẫy đó, đẹp lõ. Chứ không phải vừa đâu, chứ đừng có nói là tra tấn nói gì cộng mà tra tấn nó chết thôi, đâu có sao đâu. Không phải đâu, cái luật của thời để nhất định nhị Việt Nam Cộng Hòa mới kinh hồn. Bắt thằng Việt Cộng vô mà bỗng nhiên mà nó tự tử hay là nó làm gì không biết, mà nó chết trong tù một cái là cái thằng chỉ huy trưởng cảnh sát ở trong vùng đó để ở tù muôn thu. Hay lắm đó quý vị. Cho nên là cái thời để nhất định nhị Việt Nam Cộng Hòa là cái thời phải nói là quốc pháp rất là nghiêm minh, chứ không phải là giống như ba bữa như tập đoàn cộng sản bây giờ nó bị nó vô trong đó nó đánh chết người cũng mặc kệ, không ăn thua gì hết. Ở đời có nhân bản nhìn mới biết ai là chế độ nào là nhân bản, thấy không? Chế độ nào mà pháp trị. Đó là cái câu chuyện mà tôi kể với quý vị, là bởi vì hôm qua tôi đi dạo ngao du trên diễn đàn tôi lại nhận diện ra ai là người chân chính và ai là người không chân chính. Phải nói là tôi run sợ luôn. Tôi cũng nhờ cái tình huống đó mà tôi nhận diện ra một vài người. Đấy. Cho nên khi mà người thật thì cái gì nó cũng thật. Mà người không thật mà tìm cách thật, tôi nói quý vị là không có chạy đường trời nào hết trơn. Không có chạy đường trời nào hết. Cái hay nhất là tại sao? Ở trong tâm của chúng ta có một ông tòa án rất là phong minh. Nếu ông là Việt Cộng, dầu cho là đưa cho ông vào một cái quốc gia chăng cách mấy chăng nữa, ông cũng là cũng không cách này cách nào, ông cũng thể hiện ông là người Việt Cộng. Còn người Việt quốc gia dù có như thế nào đi chăng nữa,
có mua chuộc, có hành hạ, có bắt ở tù bao nhiêu khổ sai đi chăng nữa, họ cũng là người Việt bóc da. Hỏi mấy cái ông ngày 30 tháng 4 năm 1975, mấy ông bị đưa đi khổ sai ở trong rừng, có ông nào mà đi theo ngược trở về lại cộng sản không? Đâu, không có đâu. Khổ thì khổ nhưng mà trong đầu vẫn là người Việt Nam Cộng Hòa. Khổ cách mấy khổ, quấn cho chết lên chết xuống cũng là Việt Nam Cộng Hòa. Không có thay đổi cái tư duy là theo cộng sản được. Có một vài người vì đói quá họ chịu không nổi, rồi họ tìm đúng một cách họ cũng theo cộng sản, nhưng mà rồi sau đó được thả về họ cũng phải đi theo ngược trở lại Việt Nam Cộng Hòa. Khi một con người mà đã là mang cái tâm tư chân chính rồi thì dầu chôn viên ngọc mà chôn xuống đất thì nó cũng là viên ngọc thôi, còn là cục đất dầu đem để trên cao cách mấy nó cũng là cục đất. Cho nên mới thấy chiều hôm qua coi vậy, coi như coi vậy mà không phải vậy, còn hơn vậy nữa, kinh khiếp. Xin phép quý vị. Nói ít mà uống nước hơi nhiều, lỗ. Nước Na Uy kỳ này đắt lắm, bởi vì làm livestream nhiều uống hơi nhiều. Cho nên khi tôi ở nước ngoài khoảng năm 1995, 95 hay 94 vậy tôi chẳng còn nhớ nữa. Tôi có đi về ở trong nước lần đầu tiên. Thì người dân ở đồng quê mà người ta thấy mình về, bạn bè rồi người ta mừng lắm. Người ta ước, người ta nói là tôi đến anh là tôi muốn mời anh về nhà tôi, để cho anh, cho gia đình đồ vui. Tại vì anh là người ở đây mà ha? Bây giờ anh đã về thì tôi muốn mời anh tới nhà tôi là một sự hãnh diện cho gia đình tôi lắm. Tôi mời anh, tôi nói ok được rồi. Tôi sẽ đến nhà anh, gia đình anh, như có một điều kiện anh có thể làm được thì tôi sẽ đến liền. anh kia nói điều kiện gì dữ vậy ông? Mời ông tới chơi mà nói điều kiện gì dữ? Nó không bình thường lắm. Nếu thật sự nhà anh có hình Hồ Chí Minh và có lá cờ đỏ Ngưu Sao Vàng đang treo ở nhà anh thì anh về trước anh lấy đi, thì tôi sẽ đi đến. Ông nó vỗ vàng rời khỏi cuộc uống trà với tôi, về nhà là đem hình Hồ Chí Minh với lại cờ đỏ Ngưu Sao Vàng dẹp lên. Còn đi dọc đường mà họ treo thì mặc kệ họ, nhưng mà cái nhà mà vô đó, cái nhà mà tôi vô đó nhất định không có hai cái hiện tượng đó. Chán lắm. Tôi nói chết bằng cách nào cũng được, nhưng mà có hai hiện tượng trước mặt tôi chán lắm. Anh bạn đó anh bạn nó làm liền. Anh bạn nó từ đó tới đi anh cảm thấy hơi ngại ngại mình. Khi mà mình về lại một lần nữa anh cảm thấy ngại ngại. Tại vì tôi cũng cố dung hòa, tôi dung hòa không được. Cũng như lính Việt Nam còn họ bắt với rồi ở tù ở khổ kinh hồn khổ, kêu theo Việt Cộng đi, không ông nào chịu theo hết. Thà rằng khổ thì chịu khổ, không thể theo Việt Cộng. Thì tôi cũng vậy, tôi về nước rồi bạn bè tôi cũng mừng lắm, nhưng mà chỉ có một điều kiện rất là nhỏ nhẹ như thế đó thôi. Anh lấy xuống thì tôi vô nhà anh chơi. Còn tôi đi dọc đường mà có cờ đỏ Ngôi Sao Vàng nó treo đó thì mặc kệ đó. Nhưng mà ai mà mời tôi vô nhà thì tôi chỉ có một câu đó thôi. cái lần cuối cùng nha quý vị, cái lần cuối cùng tôi về trong nước cách đây ba năm về trước đây thôi. Tôi về tôi có ghé vô nhà một người bạn gái ha, mình đại khái mình nói rõ như vậy. Nhà bạn gái thì mình biết nhà bạn gái đó là có một người cha đi theo đi thời Việt Nam Cộng Hòa, đi lính thời Việt Nam Cộng Hòa mà chết ha. Thì mình vô cũng chiều tối, mình vô đó mình để thắp một nén hương để thứ nhất là cha của bạn gái của mình, thứ hai nữa là mình thắp nhang cho một
tử sĩ của thời gian nước Cộng Hòa là cái chuyện đó mình thắp nhang bình thường thôi. Thì mình đem đồ vô đàng về, mình tới mình nhà đồng quê có cái cây đèn chai nhỏ nhỏ mờ mờ vậy thôi, mình thắp nhang, mình đốt cái nhang, mình sắp sửa đưa lên đầu, sắp sửa bái xuống, mình nhìn thấy có Hồ Chí Minh treo trước khỏi bái luôn, cầm để cái nhang, để cái nhang cắm cái cây nhang lên trên cái bàn thờ rồi chứ không có cúi xuống bái. Tối hôm sau tôi nói với bạn gái tôi, nói em phải ra xé lá, xé cái hình Hồ Chí Minh đó đi, đêm hôm làm anh thất lễ với ba của em, là anh tính cúi xuống lại ông lại mà thấy hình Hồ Chí Minh treo đó. Sáng hôm sau hình Hồ Chí Minh xếp một rác, dục thùng rác. Cho nên tôi tại sao tôi thưa quý vị như vậy, tại vì ở trong lòng của mình nó không thừa nhận cái điều đó, cho dù khó khăn như thế nào thì chăng nữa tôi cũng không thừa nhận cái chuyện đó, tại vì nó không có sự thật, rất là nguy hiểm chứ không phải là không nguy hiểm đâu, nhưng mà tôi làm rõ như vậy đó. Kể cả nếu mà cộng sản nó hỏi tôi tại sao tôi phải làm điều đó thì tôi mới nói là tại sao các anh không làm theo ý của tôi đó. Nếu họ hỏi mình thì mình hỏi lại như vậy đó, tại sao các anh không làm theo ý của tôi, tại sao các anh treo yêu cầu tôi treo lá cờ đỏ ngôi sao vàng thì tại sao các anh không không treo lá cờ vàng ba sọc đỏ đi. Cho nên có đôi lúc mình có một phải có một những cái lý luận chân tình đó đối với họ. Tự ra tôi mới nói thôi em hãy lên trên cái bàn đó em lấy hình Hồ Chí Minh xuống em xé em giục đi, để một lát nữa anh ra anh thắp nhang anh cúi anh lạy ba em một lạy. Tại vì mình đang thắp nhang ban đêm, mình đang thắp nhang mà đưa lên thì mình phải nhìn cao, mình nhìn lên mình thấy cái không thể còn xíu nữa mình cúi đầu xuống rồi thấy gì, cắm cái nhang thôi chứ không cúi đầu. Đó là những cái đặc tính, thì cái đặc tính nó đã như vậy rồi thì không có thể nào mà thay đổi được, giống như lửa, cái đặc tính của lửa nó là nóng, không thể nào thay đổi lửa thành nguội được, lửa mà nguội thì không có thể nào nấu chín bất cứ thứ vật gì, đúng không? Nước thì nó phải mềm mại với một nhiệt độ bình thường. Thì con người cũng vậy, khi mà con người đã rõ nét đường vóc cộng phân minh rồi, bây giờ dục anh ở đâu anh cũng vẫn là người Việt vóc da, thấy không, thấy người cộng sản mà nó dục về lính Việt Nam Cộng Hòa vô tới rừng rú nó bắt làm ở trong đó rồi, nó bắt hành hạ tôi hết cả một chục năm này tới chục năm nọ, nhưng mà có hỏi có ông nào mà đi theo Việt Cộng, nó nói không, thà chết chứ không theo Việt Cộng, thấy không. Thì cũng có một số ít nhỏ nào đó họ theo, nhưng mà rồi khi thả họ ra rồi họ cũng là tìm cách làm giấy tờ đi đi ra xuất ngoại cho lẹ thôi đó. Họ gọi là họ mượn đò sang sông mà thôi chứ họ đâu phải là hoàn toàn theo cộng sản. Khi mà họ đã nhìn thấy rõ là cộng sản là một sự không có được chân chính trong quốc dân, không đem cái sự ấm no hạnh phúc đến quốc dân, thì ở trong tâm tư người ta đã có từ lâu rồi. Huống chi hồi nhỏ tôi với ông già của tôi từng gây lộn là cái vụ mà Việt Cộng nó vô nó lấy của lấy đất của mình nói của đất của mình ông bà mình tạo ra chứ làm gì Việt Cộng nó dám vô nó lấy ra. Cuộc cãi quả giữa tôi với ông già tôi là người thắng cuộc, tại vì ông già ông không bao giờ ông già biết rằng mình còn trẻ quá không bao giờ biết cộng sản, còn ông thì ông biết quá rành rồi, ông coi như là ông thua cuộc cái cuộc cãi quả đó. Nhưng mà 3 năm sau cộng sản vô nó lấy đất hương quả mà lấy sạch trước mặt tôi, ông già ông kêu tôi vô nói đó mày thấy chưa, 3 năm trước mày cãi tao, bây giờ mày thấy nó lấy ruộng trước mặt của mày đó, mày làm cái gì nó đó. Cho nên đó là những cái tâm tình. Nhưng mà xin thưa quý vị, bữa hôm qua đó tôi thật sự là tôi cảm thấy rất là đau lòng, khi mà thật sự đau lòng mà cũng có cái vui trong đó, bởi vì dựa vào cái tình huống mà tôi nhận diện rất là nhiều người mà ngày xưa tôi cũng nghĩ rằng là mấy cái người đó là biết quốc cộng phân minh phải không, nhưng mà khi mà dựa vào những cái tình huống đó cái mình nhìn thấy ồ
coi vậy cũng giúp đỡ được mình nhận diện ra người này người nọ cũng được lắm. Thì nói chung là tình huống nó làm cho con người mình là có một cái nhìn sâu đậm ha, rõ nét hơn, phán xét mọi thứ nó phân minh hơn, cũng hay lắm. Nhưng mà mình không tin rằng đây là một sự tức giận thức thời nào đó. Nhưng mà còn cái chỗ này nè, nếu mà nói tức giận thức thời nào đó, người ta nóng quá người ta nói những câu đó, cái chuyện bình thường, phải không? Cá nhân của anh nóng lên anh có thể là chửi thề được, hay là anh làm một cái điều gì đó đập bể đập bàn đập ly đồ được, tại vì nóng tánh là không có. Nhưng mà có những cái mà gọi là lý tưởng sâu xa của anh, thì anh không thể nào nói lúc nó nóng quá tôi mới làm cái gì như như vậy, chứ tôi bình thường tôi đâu có nói là ngày giải phóng đâu. Bình thường là tôi lúc nào tôi cũng nói là ngày cúp chính quyền hết chứ, nhưng mà bữa đó nóng quá tôi mới nói ngày giải phóng. Không có đâu, anh nóng là anh không bao giờ dùng cái chữ ngày giải phóng đâu. Nếu anh người anh mà nóng cách mấy chặng nữa anh cũng nói là ngày 30 tháng 4 là ngày cúp chính quyền hết. Thì sao khi mà trong cái bối cảnh thì người ta nói lên cái sự thật ở trong lòng, người ta nói cái ngày giải phóng thì tự nhiên lòi cái đuôi đỏ quét ra đó. Cho nên những cái tình huống đó là huấn luyện tôi để nhận diện người. Đó thì tôi xin thưa quý vị, thêm mình đi vào hồi nãy giờ mình đi hơi hơi lạc đề. Ngày hôm nay có rất nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao Tổng thống Đào Bình Quân ngày hôm nay đứng ra lãnh cái chức vụ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống đệ tam Cộng Hòa. Được có bao nhiêu người ủng hộ rồi, được có thế giới thừa nhận hay không, vân vân đủ thứ thế này rồi, còn bêu rằng là bây giờ cộng sản nó đã là có biết bao nhiêu tướng sĩ, quân đội tài nguyên rồi cả thế giới công nhận, thì làm gì tổng thống Đào Mệnh Quân có khả năng mà chỉ có một tốt người trưng cầu dân ý được trên 5 triệu người, rồi cán bộ nòng cốt căn bản thì mới có 6-70 ngàn người, vân vân thế này vân vân thế này. Thật sự tôi xin thưa chỗ này cho quý vị nắm vững để có cái tự tự làm tin lấy mình, phải không? Qua một tràng lịch sử như thế đó, chúng ta thấy ngày xưa cái ngày mà cận kề nhất mà chúng ta có thể là không thể gọi là quên được, đó là quân Minh nó cai trị quốc dân Việt Nam của chúng ta cách tàn khốc. Tàn khốc như thế nào? Nó bắt nó giết rồi cái là nó ép, nó lấy cái xác con người Việt mình ép ra dầu, để nó lấy dầu đó để nó trét vô trong những cái hai cái thanh cổ mà để nó chèo, nó chống tàu cho nó chèo ghe rồi đó, để nó không bị mã sát nhiều, có thể là phật lửa cháy hoặc là nó không được trơn, nó lấy dầu của cái xác của người Việt Nam mình, nó tàn bạo như thế đó. Rồi còn nó là nó mổ ruột, nó dắt lên trên trên cây, trên cây cao để cho quả chim đồ ăn, để cho nó làm khung khủng hoảng tinh thần người Việt Nam không dám đứng lên để mà đánh đuổi nó nữa. Quân Minh thời đó ghê khiếp. Nhưng sao quý vị nhớ là ông Lê Lợi không? Ông Lê Lợi bắt đầu ông ra khởi nghĩa, ông được bao nhiêu người đứng hàng xa tổng thống Đào Mệnh Quân rất nhiều, nhưng mà Lê Lợi vẫn làm nên sự nghiệp. Cho nên tôi bữa nay tôi muốn đem hai vấn đề đó. Ai cũng hiểu được Lê Lợi đúng không, ai cũng hiểu, cho nên tôi mới nói là đem những cái đề tài mà ai cũng cùng hiểu với chúng ta cùng hiểu để chia sẻ, để cho quý vị có một sự hài hòa thông cảm nào đó cái con đường đi đấu tranh của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay. Chứ quý vị không thể nào nói cộng sản nó quá trời quá đất kia, tổng thống Đào Mệnh Quân có bao nhiêu mà đòi lật đổ chế độ, nói vậy thì tôi hỏi thì ông Lê Lợi ngày xưa có được bao nhiêu quân mà có thể có khả năng là đánh đuổi được quân Minh trở về Tàu. Cho nên tôi xin thưa quý vị, khi mà quốc gia cần cái sự mà 3 tháng
kêu gào từ lòng quốc dân Việt Nam. Nơi đó nó đúc kết lên một ý chí tan bằng cho một vị chiến sĩ ra trận mạc bắt đầu chỉ mới có 18 người. Thấy không? Lễ lợi bắt đầu mới có 18 người thôi. Mà tạo nên sự nghiệp đánh đuổi quân Minh, giành lại bờ cõi độc lập thái bình cho quốc dân Việt Nam. Đó là lịch sử vẫn còn để nguyên đó. Chứ đâu phải tôi nói để liếm lắp chơi đâu. Thì ngày nay tổng thống là Minh Quân vậy. Cái tà thét ở trong nước nó cũng giống như cái thờ dưới thời quân Minh cai trị trong nước Việt Nam. Người dân tà thét vô cùng. Nhìn thấy tôi nói, nó đánh chết ở trong ở trong đồn công an, rồi họ lái xe tông nhau, rồi họ ăn thức chất độc lẫn nhau, họ chết hàng ngày, phải nói hàng ngày họ chết trên là hai đại đội như không một ngày đó, đủ loại bệnh chết, ung thư chết, xe tông chết, rồi uống rượu say chết, rồi công an quýnh chết, rồi bệnh lao phổi lao này đủ thứ chết, chết một ngày là bằng cả là hai ba đại đội vậy, chứ đâu phải là vừa đâu. Cho nên tôi xin thưa quý vị, cái lúc cái thời đó, quý vị thấy là thời 1416, cái thời mà chiến sĩ Lê Lợi bước ra mà trong cái hậu thề lũng khai lũng nhai đó, hậu thề lũng nhai họ tuyên bố là nhất định đồng lòng đánh quân Minh giải phóng dân tộc. Cái lời hậu triệu đó nó ăn sâu vào tất cả các bậc chiến sĩ trong thời đó. Có 18 người mà đồng lòng quyết đánh quân Minh. Còn ngày hôm nay chúng ta là có hàng triệu 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 người dân ở khắp nơi thế giới, chẳng lẽ không có khả năng mà giống cũng như thời Lê Lợi hay sao? Chẳng lẽ thời ngày hôm nay đến đâu mà tệ bạc đến đâu mà không có khả năng như thời Lê Lợi à? Chỉ có bắt đầu 18 người vậy mà đem gây nên sự nghiệp. Ngày hôm nay tổng thống Đào Minh Quân đã có tròn ở trong tay là trên là 5 triệu lá phiếu trưng cầu dân ý, có là gần 70 ngàn cán bộ nông cốt, để rồi một ngày cuối tuần này thôi thành lập bộ nọc cát vững vàng để sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm để phục vụ quốc dân ở Việt Nam ngay gần đây. Tại sao không được? Nếu quý vị nói là ngày hôm nay tổng thống Đào Minh Quân không có khả năng làm được, vậy tôi hỏi là tại sao Lê Lợi ngày xưa làm được, mới có 18 nhân sĩ mà thôi, với cái lời thề ở cái hậu thề lũng nhai đó mà lại nằm lên sự nghiệp, giống cũng như tổng thống Đào Minh Quân một lời hứa hẹn ở tụ nghĩa đường, dù có tan xương nát thịt cũng phải ngồi tại tụ nghĩa đường tìm ra cái phương án để giải phóng dân tộc ngày gần đây. Lê Lợi, cái chuyện ông Lê Lợi đã làm xong, cho nên ngày hôm nay nói nhắc đến chuyện ngài Lê Lợi thì ai nấy cũng ta thế ngon tốt lành, điều đó đã chứng minh rõ. Còn việc của tổng thống Đào Minh Quân bữa nay là sẽ làm, cái chữ sẽ để chứng minh cho quý vị là nó trở nên sự thật rất là khó, bởi vì quý vị không chấp nhận cái sự thật. Quý vị còn đố kỵ lẫn nhau thì làm sao mà hướng dẫn cho quý vị biết được cái điều đó? Quả lại tâm tư của chúng ta quá nặng nề, có đúng không? Chúng ta quá nặng nề và chúng ta không còn muốn nghe sự thật. Tại vì thấy cái chuyện tập đoàn Cộng sản nó cai trị quốc dân Việt Nam, nó có súng AK, nó có xe T-54 đầy đủ. Bộ ngày xưa, bộ quân Minh ở trong nước Việt Nam, nó không có cung, nó không có gùm báo, nó không có ngựa nghé hay sao? Nhưng một khi quốc dân đã đồng lòng chấp nhận ăn thua đủ vui của một quân Minh thì dầu quân Minh có giỏi cách mấy chăng nữa cũng bị đánh tan tạ. Thì ngày hôm nay cũng vậy, để tam Việt Nam Cộng Hòa, dầu có cộng sản cái tài giỏi cách mấy chăng nữa thì ở trong cái bộ óc của ông tổng thống Đào Minh Quân, ông cũng có những cái chiến lược tài giỏi như thế đó để đấu kháng với họ chứ chẳng lẽ là trong cái thời là
ông Lê Lợi có khả năng đánh được quân Minh, còn thời ngày hôm nay chúng ta lại không có khả năng đánh đổ cộng sản hay sao? Nếu quý vị nói là làm gì tìm ra một nhân vật đánh được cộng sản thì quý vị tự chôn vùi cái tài năng khí phách anh hùng dân tộc Việt Nam hay sao? Nếu quý vị nói như thế đó là quý vị phỉ báng chúng ta là không phải là người Việt Nam à? Cho nên tôi muốn thưa đó để nhắc nhở cho quý vị rằng việc chúng ta ngày hôm nay khả thi hết tất cả, và chúng ta đang đi trên cái con đường cuối cùng rồi, giờ chỉ còn chiếc ghe để chờ nó cập bến một cách nhẹ nhàng theo quy trình đã sắp xếp mà thôi, chứ không phải là còn khó khăn, còn đủ thứ chuyện đó. Mọi thứ khó khăn đã được giải bày hết tất cả. Mà bây giờ mình nhắc lại mấy cái công hàm, gần như là mình nhắc lại mấy cái đó, cái tự nhiên cái mình suy nghĩ là những con người không chấp nhận nghe sự thật thì người ta cho rằng là những cái tờ giấy công hàm từ trong Tổ Bạch Cung gửi ra là nó không phải là cái vấn đề cần thiết để họ thích nghe, thích đọc, thích nhìn thấy. Nhưng mà cái sự thật thì chúng tôi luôn luôn cũng phải nói ra lên cái sự thật là bởi vì nó là sự thật đưa ra từ trong Tổ Bạch Ốc. Nó gửi ra các vị tổng thống này hứa với là các vị tổng thống kia từ triều đại của Hoa Kỳ, từ triều đại của ông Clinton tới ông Obama rồi tới ông Obama rồi tới ông Trump này, nó cũng có một nẻo đường là hứa hẹn cùng với Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là sẵn sàng vì quyền lợi quốc gia của hai nước chấp nhận song hành với Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa để lấy lại đất tổ một ngày gần đây, lấy lại chính quyền trên tay của tập đoàn cộng sản. Có nhiều cách mà để chia sẻ, để cách thức mà lấy lại chính quyền. Quý vị đừng có quên cái lịch sử của nước Mỹ nha. Nếu nó nói cái điều đó, nó cần có sự thay đổi là điều đó phải có sự thay đổi. Osama bin Laden ngủ nằm bên cạnh của là Bộ Quốc phòng chiến lược của Pakistan kia mà máy bay của Mỹ nó tới đó nó bắn nó giết tên Osama bin Laden mà nó trở ra hàm đậu nó thỉ té ngồi đó mà Bộ Quốc phòng của Pakistan còn không hay kia cơ mà. Nếu mà Mỹ nó muốn làm thì thứ gì nó cũng làm được. Năm 1980 mấy, mấy vị còn nhớ Panama không? Tổng thống Panama tức là ông Manuel Noriega đó. Thấy không? Tổng thống đó. Mà nếu mà Mỹ nó muốn tới, nó hạ máy bay xuống, nó cầm tay, nó dẫn về Mỹ, nó trị tội liền. Nếu làm sai pháp lệnh. Huống chi tập đoàn cộng sản. Huống chi ngày hôm nay là cái chuyện ở tại Biển Đông nó gần như hực lửa. Mà đó là quyền lợi của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Cho nên quý vị không có thể nào ngồi một chỗ rồi lấy cái hiểu biết của giới hạn của mình là phẩm đoán rằng là không thể nào mà có khả thi được người người Mỹ có khả năng trở về là buộc người cộng sản có pháp quyền ở Việt Nam là buông quyền lực, trao quyền lực lại cho Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị sai. Huống chi quý vị phải biết là cái những cái định ước Ba Lê, định ước ngừng bắn Geneva 1945 54 chứ xin lỗi, rồi tới ngày 30 tháng tới ngày 27 tháng Giêng năm 1973 nữa. Đó là những cái nỏ thần mà Tổng thống Đồng Minh Quân ông đã cầm trên tay rồi, sẵn sàng rồi. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện nó đã rồi rồi. Nhưng mà cái chuyện mà trao lại quyền lực là chỉ chờ thời gian mà thôi. Bây giờ Tổng thống Đồng Minh Quân ông đâu còn bận tâm cái chuyện mà phải là lấy lại chính quyền từ trong tay tập đoàn cộng sản, bởi vì cái chuyện nó đã rồi. Bây giờ ông đang lập trình làm cách nào mà ngăn chặn được Tàu Cộng đây nè.
lập trình để mà đập tàu cộng đây nè, cái điều đó mới là cái điều đáng nói kế tiếp chứ. Đương nhiên là quý vị thấy cái câu chuyện đó rất là ngỡ ngàng, có vẻ như là nghe sao mà nó dễ quá cái đúng không, rồi quý vị lại không có đặt cái niềm tin vào cho đó đúng không. Điều đó là điều có cái quyền tối thiểu của quý vị được quyền là nói lên điều đó. Như những gì tôi đặt niềm tin thì tôi đang nói ra đây, và những gì mà quyền hạn con người Hoa Kỳ đó, giống như hai câu chuyện mà tôi vừa kể cho quý vị, cho dù anh là tổng thống ở một cái nước có hiến pháp hiến chương đi chăng nữa, mà anh làm sai cái điều gì đó là quyền lực của Mỹ đó, lúc đó con chuột thằng nào to thì thằng đó thắng, đúng không? Chứ quý vị nói là làm gì người ta có quốc gia, người ta có hiến pháp thủ hiến được đường hoàng thì làm gì mà có người Mỹ có khả năng làm điều này điều nọ. Thì hai câu chuyện mới vừa xảy ra đó, là cái vụ mà giết Bin Laden ở bên Pakistan rồi năm 1980 mấy ở tại Panama đó, tổng thống Panama cái ông mà mặt rỗ đó, không Manuel Noriega đó, biển Mỹ nó cầm đầu liền tại cái dinh tổng thống đó. Nói ra đây để cho quý vị biết rằng là khi mà cái quyền lực mà một vị tổng thống nào trên thế giới mà làm sai đi, cái sự hứa hẹn đó là quý vị sẽ thấy. Húng chi tập đoàn Cộng sản đã làm sai biết mấy lần cái sự hứa hẹn ở trên đất nước của Việt Nam rồi. Một lần ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước để quán hồi hòa bình lại, để mà bầu cử tự do. Rồi anh tìm cách là anh đẻ ra một đứa con nuôi ở trong miền Nam, gọi là chế độ Cộng hòa miền Nam Việt Nam, để làm ông thúi trong cái chế độ của Việt Nam Cộng hòa. Thế giới biết hết, nhưng mà dụ cho anh đi vô trong đó đi. Rồi tới ngày 27 tháng Giêng năm 73 cũng vậy, vén hồi hòa bình cho miền Nam Việt Nam, mà anh xé anh lũi vô, anh nghĩ rằng là anh sẽ chiến thắng như thế đó, không có một người nào có khả năng đó là làm hại đến cuộc đời binh nghiệp của các anh. Cây nỏ thần đang nằm trên ên trong cái tay của tổng thống là một quân đó. Mà tất cả các luật sư, các đại trí thức gia trên thế giới được mong muốn ngõ cửa Liên Hiệp Quốc hoặc khó lại cái định ước Ba Lê 27 tháng Giêng năm 1973, ai cũng biết được điều đó. Khắp thế giới, người Việt Nam khắp thế giới cùng nhau hội tụ lại xin chữ ký để được đủ số chữ ký đó gửi lên trên Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay được có hậu đồ nào thành công làm được cái chuyện đó? Tại vì các vị là luật sư khô bảng đó biết được cái định ước Ba Lê năm 1973 vẫn còn hiệu lực, có khả năng hoạch định trở lại, nó là cây nỏ thần cuối cùng để cứu nguyên nhân tộc. Ai cũng biết được điều đó mà những điều đó là được nằm ở trong tay tổng thống Đặng Quân rồi. Cho nên có nhiều người hỏi dựa vào đâu làm cái gì để mà làm được nên cái đại sự như thế đó, quân sĩ ở đâu mà có thể là chống chọi với lại tập đoàn cộng sản. Thật sự chống lại tập đoàn cộng sản ngày hôm nay là đâu cần phải là tướng sĩ nhiều đâu, mà lấy cái chân chính, lấy cái sự thật đánh cái giả dối, xuất chinh ngự quân tan quân thù, chứ đâu có cần súng đạn đâu, đâu có cần thiết súng đạn đâu. Bộ Panama ngày xưa không không có súng đạn hả? Vậy mà nó muốn cầm đầu tổng thống là người Mỹ tới đó cầm đầu thôi.
bộ Umama Bin Laden ở bên cạnh bộ quốc phòng của Pakistan, bộ nơi đó không có súng đạn hay sao, không có dạng máy radar nào hết hay sao, vậy mà Mỹ nó đưa máy bay vô trong đó nó bắn chết rồi, nó chở xét ra tất cả hạm đội thủy tán luôn. Húng chi Mỹ đã song hành với Tổng thống Đào Minh Quân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã từ lâu rồi, biết bao nhiêu những cái công hàm mà đã ký trên đó và đã hứa hẹn quyền lợi của quốc dân của hai nước rất là rõ như thế đó, tương lai mờ sáng trong đó có sự hứa hẹn như thế đó. Cho nên Tổng thống Đào Minh Quân ông nắm được những cái công hàm đó, ông cảm thấy là hạt lá bùa. Ông nói xong nước Việt Nam được cứu rồi, cho nên ông bỏ một thời gian rất là xa dài mấy mươi năm, ông vua trong tù cái đường nghiên cứu đầy đủ chiến lược chiến thuật để một ngày kia bước ra xây dựng đất nước. Cho nên ở tại thành phố Ponsa mà người ta nói ủa có ông Đào Minh Quân bỗng nhiên ông biệt tâm mất tiêu luôn, có nhiều người chửi ông rồi cái người ta cũng nói là có một thời ông biệt tâm ông mất tiêu, người ta không biết ông ở đâu luôn. Nhưng mà đó là những cái mà để tôi chứng minh cho tôi không phải tự nói mà chính những con người mà thập kệ bánh xe họ 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 tự hỏi rằng là ủa Tổng thống Đào Minh Quân đi đâu mất tiêu rồi. Cho nên là sau này đó mình mới thấy rằng là cái chuyện mà sự thật cũng nhờ những con người mà thập kệ bánh xe họ đem lên cái sự thật cho nó càng rõ nét sự thật hơn. Cho nên khi mà chúng ta cần phải hiểu biết những cái tình huống của đất nước ngày hôm nay, nó có nhiều cái mà mình cảm thấy nó rất là nghe nó rất là khó khó nghe khó tưởng, nhưng mà thật sự nó nằm rõ nét ở trong đó. Cho nên khi chúng ta những con người mà không chấp nhận nghe cái sự thật đó, người ta nghe ủa sao cái chuyện lạ quá, một đất nước có đầy đủ chủ quyền như thế này mà tại sao là Tổng thống Đào Minh Quân có thể là trở về để nắm được chính quyền được. Nếu quý vị không thừa nhận cái sự thật này thì quý vị sẽ có cái lá bùa như thế đó để hộ thân quý vị mà thôi. Nhưng mà người ở trong cuộc đã nhìn thấy mọi sự nó đã rõ nét là sự thật là cặp tập đoàn cộng sản vào miền Nam cướp chính quyền trả thù dân tộc, chứ không dân tộc miền Nam không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản, kể cả ngày 27 tháng giêng năm 1973 đó là cái sự là tập đoàn cộng sản nó xé đi cái hiệp định đó. Thì ngày hôm nay cái cây nỏ thần lọt vô tay của Tổng thống Đào Minh Quân. Để như thế để nói lên cho quốc dân Việt Nam biết rằng là điều mà nó sắp sửa xảy ra đây nó sẽ chứng minh sự thật cho quốc dân Việt Nam. Ngày hôm nay đương nhiên có nhiều người ta không biết, người ta cho rằng mình có thể là nói những cái điều mà khó có thể xảy ra được. Tại vì họ có các khả năng là chỉ suy nghĩ tới đó thôi, chứ đề nghị họ biết thêm thì họ làm cách nào để cho họ biết thêm đấy. Cho nên mới mới thấy là tội nghiệp cho những khi gánh nặng u minh để chịu trên đôi vai họ là cái chỗ đó. Khi mà những con người mà không chấp nhận, không bỏ tâm tư ra để mà suy xét về lịch sử, để mà mong rằng là có một cái sự nhiệm màu nào đó để cứu nguy dân tộc đến cái ngày cuối cùng này, họ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Nếu mà quay lại cái thời quân Minh mà cai trị đất nước Việt Nam thì họ cũng nói giống như ngày hôm nay, ôi làm cách nào mà có thể mà đánh được quân Minh được, ảo tưởng ông Lê Lợi, ảo tưởng có 18 người mới tiên đầu, có 18 người mà làm sao mà có khả năng đánh được một đại quân Minh nó hùng hổ như thế kia. Quý vị cũng có thể nói câu đó, những con người đó phải nói là những con người thập kệ bánh xe lý lẽ mù tịt lịch sử mù lòa, cho nên họ lúc nào họ cũng đem cái chữ là không thể được để đầu tiên. Những con người đó là những con người thụ động, những con người đó nó xin lỗi quý vị thì mai sau đứng trước mặt quốc dân không biết những con người đó ngước mặt lên có nổi không biết. Nếu mà xây lại lịch sử thời gian quân Minh đó, thì cái những con người đó người ta mới nói làm cách nào mà ông Lê Lợi chỉ có 18 người xuất phát, 18 người thì có khả năng làm sao quân đổi được quân Minh. Nhưng mà cuối cùng sao quân Minh cũng phải đầu hàng trước cái sự mà oai hùng của người Việt Nam của chúng ta, đúng không?
quý vị yếu đuối đến mức độ mà quý vị không dám cho một quốc dân Việt Nam một cơ hội bằng cách là mình đi trưng cầu dân ý, không? Mình không có khả năng. Cho nên có những người ngồi ngồi rảnh rang ngồi nói không làm gì hết đó, nhưng mà đó mò rồi để coi thử vận nước nó sẽ cái đi đi về đâu. Khi mà những người ta không chấp nhận sự thật rồi, người ta nói đâu để xem thử. Ngày xưa cũng có một người ở dưới thời của ông Lê Lợi, cũng nói đâu để tôi xem thử coi nha. Ông mới cái bắt đầu hứa với nhà là hội thề lũng nhai có 18 người à, mà đòi đánh cả một đạo quân bách chiến của quân Minh trong cái thời đó. những con người thời nay mà nếu quay lại lịch sử bỏ tới trong cái thời quân Minh thì người ta cũng nói một câu y chang như vậy thôi. Cho nên ngày hôm nay người ta nói chứ ông Đào Minh Quân ông làm gì, ông có 18 người làm sao mà ông đánh được tập đoàn Cộng sản, mà hôm nay ông Đào Minh Quân đâu phải có 18 người đâu mà 70.000 cán bộ nòng cốt, cộng thêm là trên 5 triệu quốc dân đã bầu cho ông lên làm tổng thống đó. Nếu quý vị không chấp nhận lịch sử nó sự thật như thế đó, quý vị không chấp nhận, giờ làm bằng cách nào cho quý vị chấp nhận đây? Thời nào cũng có anh hùng đúng không, thì thời ngày xưa ở quân binh thì có Việt Nam chúng ta có ông Lê Lợi, ông làm nên sự nghiệp tới ngày hôm nay. Lịch sử còn để đó. Còn quý vị nào ở trong diễn đàn của tôi mà không thừa nhận cái việc làm của ông Lê Lợi thời đó thì xin mời ra khỏi diễn đàn của tôi. Vậy thôi, đơn giản. Ngày hôm nay Tổng thống Đào Minh Quân vì công việc ông sẽ làm, công việc ông Lê Lợi đã làm, nói và chứng minh rất rõ. Còn công việc của Tổng thống Đào Minh Quân là sẽ làm, thì quý vị nhìn đó mà sẽ nhìn thấy cái sự xác minh nó nằm cận kề trước ngày 30 tháng 4 năm 2020, đúng không? Nếu quý vị nào nói ra để xem thử coi cái việc này sẽ đi về đâu, thì quý vị chỉ còn có một thời gian ngắn nữa thôi mà. Và hỏi thử quý vị đã làm một cái điều mà cần thiết nhỏ bé cho quốc dân Việt Nam một cái cơ hội, mà quý vị đã dư thừa cái cơ hội đó mang theo người, quý vị có chắc một phần nhỏ bé để cho quốc dân Việt Nam cái cơ hội đó hay không? Là bằng cách quý vị kia là trưng cầu dân ý để chọn cho dồn phiếu về để chọn một đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để trở về chấp chính hay không? Cho nên là quý vị không không cho quốc dân Việt Nam một cơ hội thì quý vị đâu có thể nào quý vị đòi hỏi để tăng Việt Nam Cộng Hòa điều này điều nọ điều kia đúng không? Tại vì quý vị chính quý vị là một con người quá thụ động rồi, ngồi đó cái là thọt tay vô lỗ tai rồi cái nghĩ rằng làm sao có thể, làm sao có thể, trong khi người ta đã làm hết mọi chuyện có thể rồi. Cho nên ngày xưa ông tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, ông nói gì, ông nói câu tiếng Mỹ là nothing in this world is impossible, ở trên thế giới này không có gì mà gọi là không thể được hết, với một cái lòng quyết tâm của mình thì thứ gì cũng được. Ngày xưa ông Lê Lợi ông học được cái câu đó, đó. Ông nói không có cái thứ gì mà không 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 thể được cả. Một quân Minh mặc kệ đó. Ông và 18 nhân sĩ của ông mà đồng lòng là quân Minh giàu đông bao nhiêu cũng không quan trọng. Cái hay nhất đó là chỉ cần 18 cái đầu ngồi lại thì thứ gì, một ông Lê Lợi bàn chuyện không ra, nhưng mà có 18 cái đầu ngồi lại cùng bàn một vấn đề thứ gì cũng ra. Húng chi trong diễn đàn của tôi ngày hôm nay gần 80 người, nếu 80 cái đầu chúng ta được quyết tâm ngồi chấp nhận bàn lại một câu chuyện là giải phóng dân tộc thì thứ gì chúng ta cũng bàn ra hết rồi.
Huống chi ngày xưa ông Lê Lợi ông mới bắt đầu ở trong cái hậu thề Lũng Nhai đó chỉ có 18 người, ông thua chúng ta là tới gần cả mấy mấy chục lần chứ không, đúng không? Vậy mà tổng thống vậy mà Lê Lợi lại làm nên sự nghiệp, chẳng lẽ chúng ta lại thua ông Lê Lợi đến mức độ đó? Quân Minh không tàn ác hay sao? Nó tàn ác mấy lần hơn tập đoàn Cộng sản này nữa. Mà ông Lê Lợi ông bắt đầu khởi nghĩa ông còn đập được. Không chỉ ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu nhân sĩ ở trong diễn đàn như thế này mà còn là thập kỷ bánh xe, còn các người còn nói đâu để coi, để xem thứ tình hình nó như thế nào, để xem thứ hạng thứ người mà nói tàu đó đi chết đi. Thật sự quốc dân Việt Nam nó không nghe, chứ nó mà nghe được những con người nào mà nói những cái câu thờ ơ vô trách nhiệm đó, phải nói là mình dùng câu cho vui đi chết đi. Chơi kiểu như chơi dế, chơi kiểu như chơi chơi dế thôi, chơi, chơi với ai kiểu đó, đúng không? Trong khi quốc dân hằng ngày ăn ỏi đợi mong mơ ước một ngày kia tập đoàn cộng sản buông quyền lực, hoặc là nó bị giải tán trong một hình thức này hay là một hình thức khác, để cho quốc dân Việt Nam có một cái thể chế mới nào đó để trở về lãnh đạo quốc gia đất nước. Người ta có cái giấc mơ như thế đó, còn mình lên diễn đàn mình chết chát là những cái câu phải nói là vô ý thức, vô trách nhiệm. Những thứ đó là phải nói là mình dùng câu là đi chết đi, chơi dế thôi, chơi giống như chơi dế vậy. Chơi cho đã không là ngắt đầu dế dục, đúng không? Về quý vị uống miếng nữa. Ông mà mình phải thừa nhận là lúc lúc ngài Lê Lợi ông ra đánh quân Minh phải nói là một sự mạo hiểm. Phải nói là một sự mạo hiểm. Vì thế mà chúng ta cảm thấy đem mà so sánh trong thời đây thì lúc đó ổng chỉ có một mình ổng thôi, chỉ có nước Việt Nam thôi, không có đồng minh mà dám có khả năng là chống chọi quân Minh mà đưa đến tới cái cuộc đại thắng. Quân Minh phải nói là một sự tàn khốc luôn. Từ ngày hôm nay, không chỉ ngày hôm nay, ta có một cái vị phải nói là anh minh, là tổng thống đạo minh quân, bên cạnh đó còn có là hiệp liên hiệp quốc, và còn có là cao ủy, rồi còn có quân đội đồng minh sẵn sàng hỗ trợ hết tất cả mà. Chẳng lẽ chúng ta lại không làm được cái chuyện đó? Chẳng qua là một cái thời điểm, thời giờ, bây giờ chỉ chờ thời giờ là thôi. Cho nên khi cái tình huống như thế này á, nó ngỡ ngàng cho những con người thiếu ý chí đó. Nó nói làm gì có làm gì được như thế này thế nọ, hoặc là lên Facebook chỉ mua vui, hoặc là như thế này thế nọ thế, chứ làm gì mà họ có khả năng họ có khả năng để mà suy nghĩ rằng là cái chuyện giải phóng dân tộc là đã sự quyết định, có một sự trợ lực đầy đủ, chiến lược chiến thuật có ghi rõ nét, hộp hành hàng ngày,
để mà hướng dẫn chúng ta là chuẩn bị như tư thế như thế nào, nó rõ nét như thế đó. Còn lên diễn đàn còn chết chát này, làm gì có, để chờ xem thế này thế nọ. Thật sự cái chuyện giải phóng dân tộc đâu phải chờ quý vị ngồi đó mà xem, không lo mà buông qua để cố gắng đào tạo mình thành một nhân viên rất là hữu ích để phục vụ trước quốc dân, mà không lo còn lo toàn là những cái câu gì đâu. Thật sự nó cũng cũng là một sự, cũng là một cái việc làm cũng là hơi khá nặng nề khi mà một người nào đó người ta không biết, không chấp nhận ấy, thì rất là mệt mỏi lắm. Người ở trong nước người ta muốn chia sẻ những cái điều mà họ cần muốn chia sẻ, nhưng mà có những người rất là can đảm, người ta cảm thấy rằng là ôi đối lúc nào sợ thì ok, nhưng mà lúc này thì không cần thiết phải là quá sợ hãi. Để xin phép mình mời một người bạn trẻ ở trong nước lên chia sẻ với mình ha. Hello. Hello. Hello Karajat. Ok, hello Karajat. Karajat hôm nay khỏe không? Ok. Bây giờ hôm nay á là cháu lên trên diễn đàn của chú đang làm live, chú đang ở Na Uy và chú đang làm live bàn về chính trị. Cháu ở trong nước, bây giờ cháu kể chuyện ở trong nước cho chú nghe và tất cả các cô bác ở đây. Nhưng mà trước nhất là cháu chào các cô bác ở trên diễn đàn của chú được không? Con xin kính chào cô chú. Dạ, con là Kim Ngân. À, cháu đừng có nói là cháu ở đâu nha, chỉ nói tới đó là được rồi. Bây giờ cháu kể chuyện ở trong nước Việt Nam, bây giờ trời mưa hay nắng? Dạ, bình thường. Ok, hàng ngày cháu năm nay cháu học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 8. Năm tới cháu sẽ học lên lớp 9 nổi không? Con đang đợi Việt Nam Cộng Hòa về. Ôi, ông đang đợi Việt Nam Cộng Hòa về. Ok, một khi cháu đã nói câu đó rồi, cháu kể cái sự ước muốn của con cháu, tại sao cháu lại
đợi Việt Nam còn họ về vậy, kể cho chú với lại mấy cô chú ở trong diễn đàn của chú nghe coi thử một xíu coi. Dạ, khoan chú ơi, nếu mà chút con có cúp máy đột ngột là do mẹ con vô quá nha chú. Dạ đúng Mẹ rồi. con theo cộng sản con sợ lắm. Wow, mẹ con là cộng sản con sợ lắm. Rồi, ok, nói đi. Dạ, là hiện giờ ở Việt Nam là tình hình cái mà bộ giáo dục nó rất là thối nha. Bây giờ giáo viên là đì học sinh, nếu mà học sinh không đi học thêm thì sẽ bị đì hạ điểm xuống, hạ hạnh kiểm xuống. Là giống như phải có tiền hối lộ giáo viên thì mới được điểm cao, mới được học sinh giỏi. Cháu cứ tiếp tục kể đi, chú đang nghe. Còn sách sách của cộng sản thì là tuyên truyền dối cha, lịch sử bị vẽ viết sai hoàn toàn. Nó nói nước mình là Mỹ ngụy bán nước, là mình là tay sai cho Mỹ, mình giết tụi nó, mình giết đồng bào, mà thực sự là không có như vậy. Bây giờ cộng con là nó tin theo lời cộng sản tuyệt đối, nó chửi những người theo Việt Nam Cộng Hòa, nhất là con. Hầu như ngày nào tụi nó cũng chửi con là ba sọc. Con giải thích cho tụi nó nghe là ba sọc là cờ của vua nhà Nguyễn, là tổ tiên tụi nó không được chửi. Mà tụi nó không tin như vậy, tụi nó tin là cờ máu cộng sản mới là cờ của tổ tiên nó. Nó còn thậm chí không tin cộng sản đang bán nước cho Trung Quốc. Nó không tin là cộng sản đang bán đèo Hải Vân, bán đặc khu, bán Hải Nam Quan hết rồi. Con nói tụi nó không tin, tụi nó chỉ tin cộng sản, tụi nó thờ cộng sản. Còn hiện giờ ở Việt Nam là nói chung tình hình rất là tệ. Hôm bữa là đá banh thì tụi nó đi ra ngoài đường đi bảo cổ vũ đá banh, mà giống lột đồ rồi múa may làm giống như là ghê lắm chú ơi, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ trước mắt là con nói nhiêu đó, để bữa nào con kiếm ra dữ liệu con nói nữa. Thật sự cháu nói chuyện những lời lẽ rất là trẻ trung, hiểu biết vô cùng sâu xa, làm đã động đến tâm tư của chú thật là nhiều. Chú rất cảm ơn con. Mong rằng những cái điều ước mơ của con sẽ thành sự thật một ngày gần đây. Chú có thể nói cho cháu biết rằng là trước ngày 30 tháng 4 năm 2020 là cái thời điểm mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đặt ra để trở về lại nước Việt Nam, để lấy lại chính quyền, để phục vụ quốc dân Việt Nam từ thời điểm đó mãi mãi về sau. Mong rằng cái sự ước muốn của cháu sẽ hiện thành sự thật một ngày gần đây. Không gì hơn, chú thay mặt cho diễn đàn chúc cháu một đêm nay ngủ an lành. Cảm ơn cháu và hẹn gặp cháu một ngày kế tiếp nhé. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, bye bye cháu. Dạ, thưa chú. Kính thưa quý vị, quý vị có nghe rõ cái một cô bé rất là trẻ, nhận diện đầy đủ từng mọi khía cạnh của tập đoàn cộng sản. Một cô bé rất là nhỏ nhỏ quá, nhưng mà cái ước muốn vô cùng to lớn, lời lẽ của cô nói ra phải nói là đã động đến tâm tư của tôi. Thiết nghĩ rằng đất nước mình phải cần nên tư tưởng từng quốc dân cần nên keo sơn gắn bó lại để một ngày gần đây, để cho tuổi thơ giống cũng như cô bé mới vừa rồi phát biểu, để nhìn thấy cái tương lai của quốc dân như thế nào.
Ngày hôm nay chính cô bé rất còn bé mà nhìn nhận được rằng trong cái bộ giáo dục của tập đoàn Cộng sản đó không phải là cái nền giáo dục mà quốc dân Việt Nam mong muốn. Hỏi thử những cái con người mà đã từng ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản kia, hãy lắng tai nghe đó. Thật sự mình nghe mình đau lòng thật đó chứ. Hỏi những con người chắc chắc tiêu cực ở trong cái diễn đàn của tôi hôm nay, quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ một cái cô bé mà biết được cái bộ giáo dục của tập đoàn Cộng sản nó không phải là cái bộ giáo dục mà để hướng dẫn dạy quốc dân Việt Nam trở thành người tốt, xuyên tạc bạo phét về lịch sử, phải không? Một cô bé học lớp 8 thôi mà có khả năng dịch trần những cái sai lầm tội ác của tập đoàn Cộng sản. Hội thủy chúng ta ở đây đang bậc cha chú mà vẫn còn lên diễn đàn này khước từ những cái chân tình của quốc gia Việt Nam mong muốn, còn đậu đầu đậu trên đầu cái lớp tập đoàn Cộng sản lưu manh đó. Phải nói là thật sự tôi không tin nổi cái lỗ tai của tôi. Một cô bé 14 tuổi học lớp 8 nhìn nhận cái sai lầm của tập đoàn Cộng sản. Chúng ta người lớn như thế này mà chẳng lẽ không nhìn thấy được cái sai của tập đoàn Cộng sản hay sao? Mà còn viết những cái câu mà quá tiêu cực, thập gậy bánh xe để nào là đợi chờ để xem sao thế này thế nọ. Thật sự tôi thấy có nhiều cái nickname lên đây viết viết những cái câu quá ơi là vô trách nhiệm. Thật sự cô bé đã kết bạn với tôi cũng lâu rồi, nhưng mà cũng vì một lý do nào đó mà cho đến bây giờ tôi mới kết bạn với cô bé, và bữa nay tôi mới mời cô bé đó lên. Thật sự tôi không nghĩ rằng cô bé chỉ có 14 tuổi mà học lớp 8 như thế đó mà biết hết tất cả mọi vấn đề như vậy, thì còn cái hiểu biết của chúng ta là người lớn tuổi như thế này như thế nào. Những tiếng nói trẻ như đó không đánh động được lương tâm của chúng ta, như vậy thì chúng ta là hạng người như thế nào? Và hiểu biết của chúng ta lại không có khả năng nhận diện được những cái sai lầm của tập đoàn Cộng sản mà ngày hôm nay vẫn còn cúi đầu quy lễ họ, lên đây còn chắc chắc những cái câu văn phải nói là thiếu trách nhiệm.
cầu nguyện cho cô bé đó học giỏi, nhận diện đúng quốc dân ở tương lai Việt Nam nằm trong tay của cháu đó. Mong rằng hồn thiêng sông núi nghe được cái sự ước mong nhỏ bé nhất của cô bé đó. Để một ngày gần đây cái ước mong của cô bé đó được tội nguyện. Phải nói là cô đang nằm trong một cái tình thế vô cùng bi đát. Người cộng sản ngay bên cạnh cái nách của cô đó mà cô có khả năng nói lên những cái lời sự thật trong tâm tư của một cái tuổi thơ. Còn những con người của chúng ta đó ha, sợ đến mức độ mà sợ sợ qua tới cái chỗ mà không cần thiết phải sợ vậy mà cũng cúi đầu để sợ. Thật sự chúng ta cúi đầu để sợ. Phải nói là tiếng nói của cô bé nó nặng ngàn cân luôn. Hỡi tập đoàn cộng sản lắng tai nghe đó, quốc dân Việt Nam ở trong nước đó, một cô bé mới có học lớp 8 đó hiểu biết những con đường sai nét nước đi của tập đoàn cộng sản. Bộ giáo dục là cái nòng cốt tương lai của quốc dân mà các người bẻ cong ngòi bút lịch sử bắt tuổi trẻ học những cái sự giả dối. Thật sự cái sự hiểu biết của cô bé đó ngoài cái sự khả năng tôi suy đoán luôn. Đánh động cả tâm can tôi làm tôi không còn có khả năng mà để chia sẻ thêm nữa. Phải nói sự thật. Đấy. Quân minh chăng nữa, dầu có quân minh xuất hiện ngày hôm nay chăng nữa, chúng ta không cần quan trọng, không cần sợ sãi. Tập đoàn Cộng sản nó đã ra đi một ngày gần đây, tập đoàn Cộng sản nó xong rồi. Chiến lược chiến thuật của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đạo Minh Quân lãnh đạo là cái chiến thuật để là chống giặc Tàu kế tiếp nữa, chứ không phải là chỉ là giải thể tập đoàn Cộng sản không đâu. Thấy cái sự mơ ước quốc dân, tuổi trẻ quốc dân Việt Nam không? Cái nòng cốt đó. Tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay có thể giết chúng tôi, những người lớn tuổi, nhưng tập đoàn Cộng sản không có khả năng mà chặn đường đi chiến đấu của các thanh niên ở trong nước đâu ạ. Phải nói là một tiếng nói của một tuổi trẻ 8 tuổi mà có tiếng nói nặng ngàn cân như thế để cho tập đoàn cộng sản, nhất là các quý vị mà còn đi nửa vời đó, đi chèn hãng qua hai bên hoặc là chờ thời cơ, những con người mà thời cơ đó lắng tai nghe cô bé đó, để cô bé đó dạy cho cái quý vị đó những cái bài học thức tỉnh đi. Cộng sản nằm bên cạnh cô bé đó mà cô bé sẵn sàng nói lên cái sự thật và đưa nói lên cái sự mong muốn nhỏ bé nhất của cô bé đó là Việt Nam Cộng Hòa hãy trở về
vội vã trở về để cứu nguy gia tộc, trong đó có cô bé đó, cái hồi mộng cô bé có một chút xíu thôi. Hỏi những con người mà vô lương tâm lên trên đây chắc chắc những cái tiêu câu nói tiêu cực đó, vô trách nhiệm đó, hãy quét tai mà nghe cái cô bé nhỏ đó 14 tuổi mới học lớp 8 đó, nhìn nhận cái sai lầm của tập đoàn Cộng sản. Để cái cô bé đó dịch trần cái sai lầm của tập đoàn Cộng sản cho mà nghe. Nếu tôi nói thì quý vị nói là tại vì tôi lớn tuổi, tôi ganh tị, tôi chê bai tập đoàn Cộng sản. Hãy để cô bé ở trong nước đó dịch trần cái tội lỗi của tập đoàn Cộng sản để cho quý vị mà tiêu cực ở trong đây đó mà nghe, mà học. Thật sự thấy mình đúng ra thật sự không không bút mực nào mà diễn tả được mà một tuổi trẻ bước qua cái ranh giới sợ hãi đó mà nói lên cái sự thật. Còn những con người thập kệ bánh xe lại cho rằng là cái sự sợ hãi nó nằm bên cạnh, không có khả năng nói, không có khả năng chia sẻ. Thật sự quý vị tự tạo ra cái sợ hãi tại vì quý vị quá tiêu cực đi, cho nên thứ gì quý vị cũng là sợ hết. Còn cô bé kia không cần thiết phải đem chữ cái sợ hãi làm cái sự trở ngại. Vì thế cô quyết tâm nói lên một sự thật cho dù một lần cuối cùng. Cái hay nhất của cô bé là nhìn nhận được cái bộ giáo dục là cái bộ đưa ra những cái lịch sử không đúng sự thật, buộc tuổi trẻ nó học những cái điều giả dối. Đau thương nhất của quốc dân là buộc phải học những cái điều giả dối. Thật sự tôi nghe tôi không còn có khả năng mà chịu đựng nổi nữa quý vị. Tại vì cái tuổi thơ mà nhận diện được cái điều đó, không chỉ chúng ta là một người lớn như thế này mà lại còn không thừa nhận những cái điều sự thật, để đợi cô bé đó kể cho chúng ta nghe những điều sự thật. Đất nước Việt Nam thấy thương không quý vị? Thấy cái thương đất nước của Việt Nam. Chúng ta hôm nay đánh giặc không cần thiết, không cần thiết chúng ta phải có suy tăng đại pháo. Chúng ta cần những tiếng nói trẻ như thế đó, đủ đánh tan đi cái sự ghê gớm trước mặt chúng ta, xé tan đi những bức màn u ám của tập đoàn Cộng sản đã dâng ra bằng những tiếng nói nhỏ bé đó. Để cho chúng ta thấy măng tương lai của quốc dân Việt Nam vẫn còn tiếp tục nảy mầm cho dù sống lớn lên trong cái sự tàn độc của tập đoàn Cộng sản.
mà lý tưởng quốc gia sẵn sàng nảy nở trong cái dũng bùng lầy đó. Chứ không thể nào mà chúng ta nói rằng là tập trung cộng sản bây giờ nó ở từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, nó ở mặc kệ nó. Chúng ta đâu có cần thiết phải là sợ hãi đến mức độ mà chúng ta tự vẽ con ma ra là chúng ta nhét lẫn nhau như thế này thế nọ, cho rằng là đi trưng cầu dân ý sẽ bị cộng sản nó bắt vào tù thế này thế nọ. Đó, đứa bé đó mới vừa phát biểu hướng dẫn cho chúng ta là người lớn để mà nghe những cái sự thật của tập đoàn cộng sản nó cai trị Trung Quốc dân bằng sự mù lò giả dối như thế nào. Phải nói là khi mà tập đoàn cộng sản nó siết chặt người dân thì lúc đó người dân bắt đầu cựa mình tìm lẽ sống, mà cũng như ngày xưa quân Tàu, quân Minh ở bên Tàu nó cai trị quốc dân Việt Nam mà nó dùng cái xác quốc dân Việt Nam mình ép để nó lấy dầu. Thì đến tới cái chỗ mà gọi là không còn khổ cực nữa, không còn thấy cái sự đau đớn nữa, là thì lúc đó là lệnh của Lê Lợi, mặc dù mới bắt đầu 18 người thôi mà vẫn làm nên đại sự. Huống chi ngày nay tổng thống đồng quân có đầy đủ hỗ trợ, vô hình có, hữu hình có, thì đừng có nói rằng là khước từ cái sự thành công ở tương lai của người. Nếu quý vị khước từ cái sự thành công đó là quý vị chỉ còn chỉ cái hạng lò quỷ sứ mà thôi. Quý vị chỉ hạng người quỷ sứ mà thôi chứ không phải là con người. Sự thật là vậy. Thật sự quý vị nghe Tăng Tăng đó là cái cô bé cô đang gỡ qua cho tôi những cái lời giáo dục trong bộ giáo dục của tập đoàn cộng sản. Tôi nghĩ chắc tôi không có thời giờ để đọc, mà chắc một ngày nào đó tôi sẽ đọc thôi, chứ còn bây giờ thì không có khả năng đọc nữa. Rất cảm ơn cháu đã gửi những cái bài của trong bộ giáo dục của tập đoàn cộng sản. Vâng, để rồi đây khi mà chú rảnh thì chú sẽ đọc lên cho diễn đàn nghe những cái bài vở học lớp 8 của cháu. Thấy không? Mới cái lớp 8 thôi. Cái thương nhất là cái chỗ mới cái lớp 8 mà hiểu được một cách quá ư rộng rãi như thế đó. Tương lai của quốc dân Việt Nam mà luôn luôn nảy mầm, khoe sắc thái dân tộc Việt Nam, tương lai không có thể nào mà tập đoàn cộng sản có thể cai trị, có thể là mù mịt quốc dân Việt Nam được đâu. Khi mà những cái con người mà ngồi mà không chấp nhận sự thật thì người ta có những cái tiêu cực, mà cái tiêu cực là cái con ma nó lúc nào cũng vấn vương họ đó, nó làm họ sợ hãi rụt rè, không bằng một cái tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô bé học lớp 8. Những con người đó phải nói là đáng được để dạy lại cho những cái con người mà thờ ơ vô trách nhiệm, đánh lên những cái dòng chết chắc vô trách nhiệm đó.
Đó là những điều mà phải nói là chúng ta đã chia sẻ tới đây, chúng ta không cần thiết phải đi sâu, tại vì tôi phải nói là tôi không 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 ngờ phải chi mà cô bé cô chỉ có khả năng chỉ nói một những cái câu bình thường thôi á, thì mình cảm thấy cũng hồ đồng, nhưng không ngờ là cái sự hiểu biết của cô bé nó ngoài ra cái sự suy nghĩ cá nhân của tôi, và cô có khả năng là vạch trần luôn cả cái bộ giáo dục của tập đoàn cộng sản ra đó, là thì phải nói là cái cô bé đã bị áp chế đến một chỗ gần như tuyệt vọng, cho nên cô phải viết tâm là phải nói lên, phải đem cái ước mong nhỏ bé nhất của mình là Việt Nam Cộng Hòa nên trở về lại cứu nguy dân tộc. Ấy mới nói là cái mầm non của quốc dân Việt Nam đó chứ, còn những cái con người mà vô trách nhiệm thiếu ý chí lên đây cái chuyện gì cũng sợ, nói tới chữ sợ thì ai chuyện gì cũng sợ cả, bước lên xe người ta lái chơi đi cũng phải sợ chết nữa cơ mà. Cho nên khi mà đã chấp nhận đã bước trên cái con đường cứu nguy dân tộc thì bỏ ngay cái chữ sợ nó qua một bên. Sợ ai lại không sợ, cô bé nó cũng sợ vậy, mà cô bé dám đứng là ngang nhiên mà nói lên những cái sự nhận diện non trẻ của mình, mà có khả năng nhận diện cả một sự rộng lớn nhất, cái tiềm tàng một quốc dân, một cái tương lai của đất nước là cái bộ bộ giáo dục, mà cô bé có khả năng được chất trồng ra như thế. Phải nói là cầu nguyện cho cô bé có một giấc ngủ đêm nay cho thật là an bình, và ngày mai vẫn tiếp tục vào trường học, và ước mơ nhỏ bé của cô sẽ được thành sự thật trong vòng 3 4 tháng nữa tới đây. Rất cảm ơn tất cả các sư tỷ cùng sư huynh đệ, chúng ta nghe bài nhạc và chia tay nhé. Đó là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, người sẽ sắp sửa trở về cứu quốc đó. Mời cô bé Kim Ngân nghe và an giấc điệp nhé. Chào Trung tướng Dương Nguyên, chào Yến Nhi, chào Lê Hoàng Thắng. Chào Tế Đạt, chào Trân Tướng, chào Michael Nhật Tuệ, chào Phương Phương Trần, chào Hunter. Chào Huyền Nguyên, chào Hùng Nguyên,
trong trong vòng vòng tay bên mẹ. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một, vì sao em lẻ loi. Trời lập đông đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Chào Ngọc Thanh, Lê Ngọc, chào Công Đức Vô, chào Hồng Nguyên, chào Ngọc Thanh, chào Vinh Tân Lê, chào Thanh Vũ, chào Lê Hải Tân. Ok, bye bye tất cả các sự kiện cùng xin vấn đề nha. Hẹn chiều mai.